mấy đứa nè, nghe Mi Du phát biểu nè, thấy sao? Em thấy là cái vị nhân rất là ngon, bên trong nhân là giống như là có đậu xanh với lại trứng muối nữa. Không, cái trứng muối là nó sai nha. Em cũng nói vậy á, có nghĩa là không phải là trứng muối mà nó giống cái kiểu đó. Có cái gì vậy chị mà nhìn nó giống trứng muối? Rất, rất màu gớt. Em biết trứng muối để em thử xem là mình có cái vị trứng muối không ạ? Thôi hỏi mấy đứa, ừ, ở đây còn nhiều người biết thử lắm. Nói chung là nó mềm mềm dẻo dẻo mà khi mà mình ngậm vô miệng là cái đặc biệt là cái nếp á là nó không có bị dai mà nó tan. À nếp thì không có tan ha. Nếp nó dẻo thôi. Vậy là chắc em đã nhai qua một lớp cho nên là nó tan ra luôn. Tại em review chưa? Thưa các anh chị thân mến, như chúng tôi đã nói, thắng làm vua thua nhìn miệng, đây ba cái bao lì xì. Phú hỷ phát tài. Đó. Đó. Đấy. Rồi à. Rồi chơi đi mấy đứa. Bây giờ chương trình của chúng ta sẽ có một cái chị đầu bếp, chị nấu những món này tới đây để chị gọi là hướng dẫn cái cách ăn cho đúng chất nghệ thuật. Chúng ta vỗ tay chào đón đầu bếp Thái Hòa. Thái Hòa. Trời ơi chị ơi. Trời ơi. Chị đầu bếp phải xin nghỉ không vậy trời? Trời ơi, năm nay mới 15 tuổi rồi đó. Chị Hòa thân mến. Dạ. Bây giờ mình ăn sao nè? Tết mà, đúng không? Dạ. Chị nghĩ mình ăn bánh chưng. Đây, thử bánh chưng ha. Cái món này nãy rất là đặc biệt. Bây giờ nè, đây mình thử nè. Tại có gớt là vì muốn cái màu bình thường là mình sẽ dùng nếp. Sẽ dùng nếp. Gì vậy anh? It's a very thơm à. Very thơm à. Ủa xí cái đũa anh đưa đũa vàng luôn vậy? Nhìn sang chảnh quá. Trên nếp á, nó dẻo. Cái đậu xanh nó bùi, thơm được theo. Rất là tạo màu. Giòn, nước mắm vừa, không mặn, không ngọt ngọt. Giòn, thơm. Hòa huyện. Hòa huyện. Hòa huyện. Vô. Mình có bị rối loạn trí nhớ không? Mọi người cẩn thận nghe đây, tôi gấp cái này đi ạ. Không, tại vì là em biết là con nuôi em nó còn hiếu lắm. Mọi người ơi, chương trình này tên chủ đề của chương trình là Tết sum họp đó mọi người. Thì em nghĩ là chúng ta nên đề cao tinh thần gia đình là đúng, đúng rồi. Ừ. Gia đình là gì? Là sum họp, là ăn cùng nhau, nó sẽ hạnh phúc hơn đúng không? Mà ăn đi mà, mà ăn đi. Đó. Mà ăn đi, ba con. Ba đi sao con? Được không? Kìa, cảm ơn anh Giang rất nhiều. Rồi ăn đi mọi người. Thôi. Thôi bye bye. Dạ ăn không? Ăn chứ. Trời ơi. Để chứng tỏ mình làm. Chị nấu mà chị cũng ăn nữa. Đây đây em cắt cho. Đây em cắt cho. Không biết rồi, biết rồi. Anh trời mấy đứa mệt lắm, không biết rồi. Không sao. Sao đó anh không? Lập chương trình, mấy đứa thông cảm đi. Chào, thấy chưa? Ngon. Ngon quá. Nó có cái vị vừa phải anh. Ừ. Người Bắc ăn không bị quá mặn mà không bị quá lạt. Đấy. Được đấy. Nè, mấy đứa nè, nghe Mi Du phát biểu nè. Thấy sao? Em thấy là cái vị nhân rất là ngon, bên trong nhân là giống như là có đậu xanh với lại trứng muối nữa. Không, cái trứng muối là nó sai nha. Em cũng nói vậy á, có nghĩa là không phải là trứng muối nhưng mà nó giống cái kiểu đó. Có cái gì vậy chị mà nhìn nó giống trứng muối? Gớt, gớt cái màu gớt. Em biết vị trứng muối để em thử xem là mình có cái vị trứng muối không ạ? Thôi hỏi mấy đứa, ừ, ở đây còn nhiều người biết thử lắm. Nói chung là nó mềm mềm dẻo dẻo mà khi mà mình ngậm vô miệng là cái đặc biệt là cái nếp á là nó không có bị dai mà nó tan. À nếp thì không có tan ha. Nếp nó dẻo thôi. Vậy là chắc em đã nhai qua một lớp cho nên là nó tan ra luôn. Tại em review chưa? Đó, đây nè, nghe người ta nói chuyện nè. Ít quá cho em ăn thêm được không? Mình ba giờ không nữa. Nhưng mà ngon thì cứ ăn chứ đừng cho ăn. Anh chợ là em ăn hồi lắm, mấy cái món kia em ăn không được uổng chứ đậu chắc chắn thua, yên tâm đi. À là lát nữa mình cũng có cơ hội được ăn đúng không anh? Nếu mình thắng. Đúng rồi. Những vòng khác. Nếu mình may mắn là cái mâm vẫn ở đây. Không, mâm khác mình sẽ được ăn mâm khác nữa. Bây giờ lỡ một hồi ba đứa thua rồi sao? Thì nhìn miệng tiếp chứ sao? Sao? Dì nói sao? Dẻo. Có nghĩa là không phải là bánh chưng ai làm cũng dẻo đúng không chị? Đúng rồi. Chứ là bánh chưng á, đi mà nếp á là phải nấu cho tới. Chứ còn nếu không tới mình để ra vài ngày nó bị sống lại. Bị sượng lại, sống lại, đúng rồi. Tiếp tục ăn món gì nè? Tiếp tục thịt đông. Đây. Trời ơi. Đây. Đây mời cả nhà cùng ăn. Nhìn thấy cục thạch á. Trời, này nó cái nước sao để nó đông lại chị?
Tại vì nó từ cái da heo, không, từ da heo ra. Cái này ở ngoài Bắc là một số nhà để lên nóc nhà cho đông tự nhiên. Đúng rồi, tại vì mùa đông á thì là... Cái này biết ăn với gì không? Như dưa chua. Không phải bánh mì hả anh? Bởi vì không biết ăn, không được ăn đúng rồi. Ngon, 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 ngon. Cái thịt đó nó chín vừa tới mà nó giòn, cái nấm nó thơm, ngon, không ngấy đâu, ngon. Chấm nước mắm xíu, chấm chút xíu, nhưng mà thực ra chị nghĩ là cũng vừa, hoặc là em chấm nước này. Chị Hoa, trong khi ở đây em muốn thử đó lắm, sao chị không chỉ cái đó cho em thử? Có, đây chị mời. Ai cho? Ủa chị, chúng tôi mời chị tới đây không phải là để nói giá cho cái này. Không, chị muốn chia sẻ sự xung vầy đúng không? Sao Tia? Béo. Bồi. Nó tan trong miệng luôn á, cái lớp đây, cái lớp đông này nè. Đúng rồi. Ăn rất là ngon. Này. Bây giờ mà có chén cơm thôi, ui em ăn hết cái dĩa này luôn. Thế à? Ôi giời ơi. Ví dụ thấy sao? Em thấy lần đầu tiên em được ăn món này á, em thấy lạ lạ miệng và nó không có giống như em tưởng tượng. Thật sự là đó giờ em nghe thịt đông em tưởng tượng là ghê lắm. Tức là em tưởng tượng là một cục thịt người ta bỏ đông xong rồi rã đông mình nhai á hả? Xong rồi người ta cứ để dành ngày Tết người ta ăn từ từ. Tại vì em nghe nói á, là thịt đông mới là thịt bỏ tủ lạnh xong để dành từ từ, cái Tết sắc răng miếng ăn. Tại miền Nam thì không ăn cái này là thuộc về miền Bắc. Thôi bây giờ vậy rồi. Để em biết em nó ngồi nhìn cũng đúng rồi kì. đúng rồi phải kỳ chứ. Hãy chọn một trong ba, mỗi người chọn một phát bao phong bì. Cú chọn này sẽ quyết định cuộc đời sự nghiệp của chúng ta. Đừng chọn lá nào mà nó dẫn đến sai lầm, khiến tình yêu tan vỡ. Chuột vàng ăn, ngoài ra không được ăn. Wow. Vàng hả? Mời ăn một món. Chết rồi, lục đục nội bộ. Ăn gì hấu vậy anh? Mời ăn một món. Ăn một con gà. Đúng rồi, ăn con gà. Lấy con gà. Bây giờ mình ăn cái gì? Chị ơi. Bắp bò đi. Bắp bò. Yeah. Excuse me, can you help me? Sao quá hả? Không sao mày ta. Đây là bắp bò, chúng ta thấy không? Ôi, món này món yêu thích của mình. Đường gân nó nổi lên nè, là do nó ngâm nước mắm á. Nãy giờ em cũng đang me món này nhất. Nè, giỏi lắm. Nó rớt vô mũi. Trời, vô nó mũi, vô nó mũi. Thay cài chứ. Beautiful. Cái gân nó giòn. Cái thịt nó không cứng nha. Không biết là món này là thịt nó sẽ bị cứng, nhưng mà do là phần bắp nên nó giòn. Mà cái độ ngọt mặn rất vừa phải luôn. Đà, mì vô thấy sao? Dạ thấy ngon quá. Ngon không? Lần đầu tiên trong cuộc đời em ăn được một món bắp bằng ngon. Bắp 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 bắp. Ăn lẹo lưỡi luôn hả? Nó giống như là khô bò nhưng mà nó không, nó lại. Đúng rồi. Em phải thêm một xíu bánh chưng vào. Đúng rồi. Ăn bánh chưng kèm với miếng bắp bò đi. Thực ra là khi mà Tết á thì mình có những cái điều này phải suy gẫm nè. Gia đình mình nhiều đồ ăn, rồi mình thấy xung quanh bạn bè cũng nhiều đồ ăn, nhưng vẫn còn những số phận nha mọi người. Tết không có nhà, không cửa, không có đồ ăn. Những mảnh đời đó là đây. Mình phải chia sẻ. Không mà cái bắp bò ngon quá đi à. Ngon đúng rồi. Nó vừa giòn, nó vừa thơm, nó mềm, mà cái mặn với cái ngọt rất là vừa phải luôn. Chèo dưới bắp bò ở đây đi chung. Nói chia sẻ làm chi rồi nó không chia sẻ. Tội nghiệp những bánh đời. Không, tại vì mình là nghệ sĩ, tụi em là nghệ sĩ, thưa chị là tụi em có cái sĩ diện của tụi em. Lòng tự trọng. Tụi em có lòng tự trọng. Tụi em là anh thôi. Tụi em là không có em đâu đó. Thưa quý vị, khi lòng tự trọng mất đi thì gia đình và xã hội sẽ xa lánh. Chỉ nói vậy thôi. Chỉ để đây thôi mà không nói gì. Ngon quá. Ngon thật. Không mà ngon thiệt, dai thiệt đó chị ơi. Em bán sĩ diện mà em ăn miếng thịt này thấy đáng luôn đó. Rau. Chúng ta có salad, quế, rau húng, bỏ ra miếng, sau đó chúng ta gắp một miếng thịt. Đây là ít sạch bắp. Cái dĩa bên kia kìa anh. Nhúng nước mắm. Đó. Để vô đây. Để một miếng vô đây. Sau đó để trái ớt vô. Thưa mọi người, it's beautiful. Thơm quá chị Hòa ơi. Sao vậy em? Sao đây anh ơi? Sao đây Hoàng Thượng? Long thể bất an. Hoàng Thượng. Oh my god. Gia đình đang xem mình đấy.
ngon lắm, ăn với anh đi. Vô, 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 em vô. Trời ơi, em không muốn nuốt luôn. Để cho vị nó ở lưỡi mãi. Bây giờ hỏi tại sao Miu không ăn rau? Tại em không biết ăn rau. Phải biết, cuộc đời là biết gì kinh doanh. Được không em? Ngon chị ơi. Hồi nhỏ mỗi đừng lần nói ăn anh. Rau em hay tưởng tượng là con bò nó ăn cỏ. Nhớ em nhớ con bò ăn rau. Thôi đừng so sánh vậy, tợn bò. Ngon đúng không? Rồi Vicky Nhung ăn nói thử nè. Về em được ăn đầu tiên là món này. Đây là cái món mà em thích nhất. Khi mà em nhìn thì đúng như là Tia nói là cái vị đầu tiên ấy mà ăn vào ấy, nó giống như là thịt bò khô, nó rất là lạ. Nhưng mà khi mà mình càng ăn thì nó lại càng mềm. Nó càng mềm và cái gân nó rất là dai và giòn. Và khi mà anh Giang chỉ cho cái cách mà ăn với rau thơm ấy thì nó lại càng quyến rũ. Mỗi tội là thương hai bạn ngồi cạnh thôi. Không có gì, không có gì thương hết chứ. Em thương. Vì sao bị vậy? Rồi sống sao đó. Mới bệnh vậy. Bây giờ xin phép chị cho em ăn món tiếp theo là món. Rồi. Anh xin lỗi anh mượn cái chén với muỗng nha, tại vì tụi em đâu có dùng dạ, đâu. Dạ, lấy nha, lấy nha. Đây em có hút nước đi. Đưa mọi người, đây. Quá ngon, nước thơm, ngọt. Thì hãy tự trọng. Gia đình mình sẽ buồn mình lắm. Nước rất là ngon luôn. Cái vị rất là thanh luôn. Và không hề bị ngậy đó mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ thịt ra hả? Gà là món mình yêu thích nhất. Xen với thịt nè. Ngon quá. Cái này em ăn được phải không? Đúng rồi. Có xen, có thịt, có mộc nhĩ ha. Rất là ngon hả mọi người? Thơm mà không có bị ngấy, thơm lắm. Cái thịt này nó bùi ghê luôn á. Mà cái nước rất là ngọt mà. Bây giờ em cho ăn. Ngọt mà cảm giác như ngọt, ngọt, ngọt thịt gióc ra. Đi ăn. Dạ. Cầm luôn. Đó. Ăn luôn. Em cực kỳ thích thịt bằm. Nhưng mà cái món này á, nó vừa xen giữa thịt bằm và nấm mắt mèo anh chị. Nấm tai mèo, nấm tai mèo. Tai mèo, phải mắt mèo. Nấm tai mèo. Là nó kiểu sực sực. Đây nè, đây, thử đi rồi ăn tiếp. Nãy ăn miếng rồi, giờ ăn miếng nữa nè. Với lại nó có cái hạt sen á, thì nó mới bùi bùi lại. Không có mấy món hợp vị Bắc lắm chị. Giống như cái canh này này. Và Bắc ăn thấy ngon. Còn cái kia như nào? Còn cái này thì em ăn mấy rồi. Anh còn có miếng phải không? Cái này là kiểu Việt Nam nè, còn miếng nào thôi anh xin phép nha. Thưa quý vị, là mới bàn tiệc đầu tiên thôi mà đã nhớ về quê nhà, nhớ về ông bà cha mẹ, những ngày Tết xung vầy với nhau. Không, chưa dừng lại đâu quý vị. Không à, gia đình bên đây thôi, còn đây là những cái em cơ nhỡ nó còn phải. Vẫn còn những mảnh đời bất hạnh. Thưa quý vị, chia tay bàn tiệc đầu tiên, chúng ta đến bàn tiệc thứ hai để xem đội nào sẽ bước vào đại tiệc. Còn bây giờ, họ nhìn kìa họ. Vô. 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 Tottery điều trị hiệu quả trị cấp, ngăn ngừa bệnh trị tái phát, sản phẩm của Trafaco.